Chào bạn nhá, đây em phát hiện ra con kỳ nhông ở trên cây đấy, nó trốn lên rồi, trốn lên cành, trốn đi đâu rồi? Dạ. Đâu rồi, nó trốn lên đây các bạn ơi. Rất nhanh như vậy, không cao quá rồi các bạn, không quay được đây thì thôi rồi nè. Bye bye, cảm ơn đã xem video nha, xin chào.